thái quá. Người ta là thái tử anh ơi, hoàng tộc các thứ, câu chuyện nó phải thấy không? Bọn thái tử thì vẫn bị cắm sừng như bình thường, thậm chí là hai cái sừng luôn. Ôi dã man. Uroki thì có một cái chày rất to. Ôi quả chày đấy á, quả chày này cũng chỉ là Imoto thôi, người ta không mặc gì luôn mà. Có con cuốn chiếu đấy chứ khiếp. Người ta gọi đây là con Zed, ông cuốn chiếu cái gì? Nhìn giống con cuốn chiếu. Còn ca sĩ đến từ trường Việt Đức thì vẫn đang cố gắng là có những lượt farm. Bây giờ có một stun vào đầu của GS rồi. GS mới có trong level 1 thôi. Và FY đỏ máu, FY nằm xuống và đó là mạng của GS với cái pha first blood này. Và các cô ca sĩ trường Việt Đức thì đang phải bỏ chạy, còn ít máu quá. Đã sử dụng Astral Spirit lần 2 rồi, có level 2, vẫn gõ ở vị trí của Amy. Amy vẫn đang bỏ chạy tình này và FY lao ra với một pha stun hợp lý. Và GS là người bỏ mạng, đó là một cái mạng chia. Mind Control đang bị gõ vào đây, nhưng anh ta còn cho mình đó là skill, có thể bỏ chạy được. Với cái ring của Basilius, anh ta có cái lượng giáp vừa đủ để có thể bỏ trốn khỏi FY. Cái bộ skill này nếu mà cooldown xong thì không, có lẽ anh ta sẽ bỏ về thôi. Thế nhưng mà những người đang triển khai lối chơi hợp lý hơn đấy chính là thành viên của Liquid. Nhưng mà từ từ đã có Ravage ở đây, chưa có level 6 trên 10 Miracle. Miracle sẽ bị hack lại, thậm chí Ravage cho cẩn thận. Và đó sẽ là mạng của Adem, anh ta vẫn đang bỏ chạy được và vẫn không có cái lúc đang là follow theo cả. Và Miracle chém, nhưng mà người bỏ mạng trước lại là FY. Và bây giờ thì sao đây, các thành viên LGD họ lùi về một pha Ravage không cần thiết tới từ vị trí của cái con hero mang tên Thai Hunter. Gọi là ngợp bởi cái pha, nhưng mà di chuyển ra đây một cái ROA chính xác vào vị trí của đó là Leon với Miracle. Nó lại sẽ cho một cái mạng đơn giản thôi, và đó là mạng Kuroki chứ không phải là Miracle. Khi mà FY ta cố gắng dùng một skill để có thể tìm lại bản thân bởi cái cọc, và bây giờ thì đang dồn vào vị trí của đó là ai đấy, đó là Mind Control. Úp được một người xuống, Miracle úp xuống rồi và Spring ra, và đó thì ra vết hai người tốt không, đây là lag rồi. Và giết được ai đây, giết được Mind Control hay không đây? Mind Control sẽ không phải làm xuống, nhưng mà đằng sau X Nova đã chết cũng như là cả Kuroki nữa. Bây giờ Miracle dồn vào Splinter được tung ra, nhưng Song và Siren sẽ ngắt Song. Không ngắt Song ư? Tại sao không ngắt Song? Và đó là một thứ họ muốn rút lui thì đúng hơn. Và một cái ROA ghim thẳng của người của Amy. Amy liệu có bị dồn chết không? Và đó là double kill dành Miracle. Vâng, vậy là không Siren rồi. Anh ta mới sử dụng TP có lẽ từ đó sai, nhưng mà bây giờ Kalis không còn Gravity, anh ta vẫn bờ linh thẳng vào khu Grand Roshan. Có cô nào thả ra một ROA nó cúp vào người của đó là Baby rồi, ngủ lại Baby. Siren lòng vị trí của một con Thai Hunter, nhưng mà được cúp xuống bởi X Nova rồi. X Nova trong tiếng này, anh ta liệu có phải chết hay không đây? Và Kalis còn ít máu quá. Ember Spirit di chuyển vào chói hai, hack lại được rồi. Stun 3, stun 4, Gravity ra tới vị trí của FY, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là triple kill thì Miracle. Và bốn thành viên của team LGD họ bỏ mạng lại, và đây sẽ là con Roshan được secure bởi các thành viên của team Liquid rồi. Vâng, LGD họ đang cho thấy một cái thái độ chơi thực sự, tôi nói là không nghiêm túc luôn. Trả giá trước đó thì anh ta có nghe là chỉ tập trung đây là chói được một người tới vị trí Miracle, anh ta đang thi đấu rất bài. Và bây giờ thì Miracle bị dồn vào, anh ta bị hack, bị dồn đạp, và bây giờ anh ta biến mất luôn với một cái finger of death. Và BKB tới vị trí của IMS của đó là Maybe, và bây giờ Maybe vẫn đang được bằng WeHa, nhưng mà hãy nhớ là WeHa anh ta có cho mình được cái bút máu tới được Kuroki cũng như là cả một cái Aegis of Immortal, và thậm chí bây giờ có cả BKB rồi cơ. WeHa đang phải bỏ chạy rồi, hơi giật lag một chút, thế nhưng mà Homie Missile đang bưởi ở vị trí của anh ta, và Kuroki đang đứng ở xa để cover cho đồng đội, và bây giờ bị stun lại rồi. Và đó là một cái hex, không, một cái stun rất xa. ROA đã bút vào vị trí của Maybe, nổ độc ra nhưng mà không được, không dồn down vào thành viên nào cả, và đang bị hex tiếp tục là một Homie Missile ơi. Nhưng mà WeHa lại bị stun bên trong, sao đây Nagasai được người ta móc sau, và WeHa sẽ mất cho mình cái mạng Aegis of Immortal. Maybe còn ít máu quá, anh ta không có BKB nên di chuyển xa ra, và Amy ở đây sẽ là bật BKB lên tới vị trí của WeHa, anh ta lùi về không có một skill nào để cancel được Usprey từ tung ra. Nhưng mà đó là pha úp sống tốt từ X Nova để tránh người đồng đội của mình bị mất nhiều máu. Vâng, ở đây chúng ta thấy đó là thiếu vị Silent, đó là em Maybe bị Silent, Maybe bắn chết luôn Mind Control trước khi mà WeHa ta chạm đến được cái vị trí của Maybe. Và bây giờ là tiếng ngủ được hai người, và tên lửa đang bay vào nhưng mà bay vào không chính xác, và Miracle đang ở đằng sau, và đó sẽ là cooldown được thả ra. BKB được pop lên tới từ vị trí WeHa, người phải nằm xuống ở đây là ai đây? Và đó là Kuroki rồi, đang ở vòng ngoài. WeHa cố gắng bắn sau khi anh ta cancel TP, và bây giờ đang gõ vị trí của GS. GS chưa chết, Ravage bây giờ mới được sử dụng, và đó là Ravage chung cả WeHa nữa. Miracle đằng sau đã giết chết được đó là Maybe rồi, và ulti quá muộn màng tới từ Kalis, và đó là double kill dành cho Miracle. Chút thì chúng ta thấy đã có dấu hiệu đó là scan từ cả hai team, cả hai team đều dùng scan luôn, mà lần này thậm chí còn đúng một vị trí. Miracle đã mất smoke rồi, và ngay lập tức các thành viên LGD họ lùi về, lùi luôn, và đã đẩy bóng ra, biết được Miracle ở đây rồi. Là bây giờ thì Maybe sẽ phải bật BKB lên hack được vào Miracle. Miracle đang bị dồn đạp dính ra vết rồi, ta biến mất luôn. Tiếp theo sẽ là cả Mind Control và hai thành viên bên phía team LGD, không, đó là hai thành viên bên team Liquid họ lên bảng mất luôn cho mình cái Aegis of Immortal. Sẽ là dồn đạp rất chính xác vào vị trí Mind Control, và đó sẽ là mạng dành cho Maybe và cái double kill. Các thành viên LGD họ đang lật ngược thế cờ rồi, họ sẽ put vào cái khu trụ 2.
ở dưới bot này của team Liquid. Miracle đã bị Zona bị hack vào và đó là Ravage tốt. Tới từ Kha'Zix và Miracle cũng biến mất luôn. The Round Ranger bị hack lại. Lại là di chuyển này tới vị trí của Amy. Và bây giờ đã băm cái con The Round Ranger này ra. The Round cố gắng thổi Silent và người phải bỏ mạng. Đó là Kuroki. Kuroki đã nằm xuống luôn nhưng mà bây giờ chói cây vào đó bay back ra. Tới từ vị trí của Mind Control đang chém mà con The Round Ranger không force up xuống đồi được. Và bây giờ Mind Control không có Long Uya sẽ bị em chết. Cắn chi lên nhưng mà là không đủ. Maybe Zone đang chết được Uya rồi. Bây giờ sẽ là cả Kuroki nữa. Đuổi theo tiếp tục và triple kill dành cho Maybe rồi. Bây giờ đổi sang mục tiêu đó là gì hết. Và mạng dành cho ai đây? Mạng tiếp tục là dành cho Maybe với cái Ultra Kill bay back ra từ gì hết. Với cái nỗ lực để cái con Task con Roshan này cũng tìm lại lợi thế với con Roshan này. Nhưng mà các thành viên đội team LGD họ di chuyển ra. Và đó là dùng ngủ được vào người của Maybe. Nhưng bây giờ Zone đang ngược lại thì sao đây? Miracle ta vẫn đang Zone ta biến mất luôn trong con mắt này chăng? Không phải ta đâu có Star về. Bây giờ đổi mục tiêu, Uya đang được bắn nhưng mà maybe anh ta được úp tàng hình và bây giờ anh ta sẽ TP về chăng? Anh ta đang được bắn nhưng mà được úp xuống rồi, vẫn chưa chết. Xnova là người bỏ mạng trước và bây giờ Sonus cũng biến mất luôn. Và bây giờ rồi đang ngược lại và người biến mất lần này sẽ là FY. Tôi nghĩ là họ sẽ ăn được con Roshan này nhưng mà LGD nói không, họ muốn con Roshan này, họ biết có con David. Bây giờ rồi đang ngược lại vì chi đây đó là The Round Ranger. The Round Ranger vẫn chưa biến mất, anh ta được hóa nhún nhưng mà lượng đam ở đâu? Uya đang phải bỏ chạy rồi, mà con cũng phải maybe di chuyển ra. Anh ta như một quái thú tìm này lại chói được vào người Uya rồi. Uya cố gắng bắn nhưng mà Ame ngủ ra rồi và bây giờ sẽ là setup để từ từ đã nào, hồi máu với cái hớt này đã. Còn đó là một cái xây tanic trên người của Somnus và bây giờ thì Ame tắt ngủ và hack một cái finger death thẳng vào người của Uya rồi. Nào Miracle biến mất luôn và bây giờ tôi nghĩ sẽ là gì qua play sẽ hợp lý trong tình huống này. Miracle vẫn còn vai bách, họ muốn đẹp nhưng mà The Round thì không. Hãy nhớ không còn The Round Ranger thì cái con Mind Control cái này không có ý nghĩa gì trong con bắt cả. Anh ta đánh sẽ không nhanh đâu, sẽ chỉ là gãi ngứa đối với lượng giáp tới thành viên bên phía team LGD mà thôi. Và AB bây giờ anh ta công thẳng vào trụ 4 rồi, cũng như cái lượng đam tới được em LGD maybe nữa. Và bây giờ thì lại hack được vào người của Miracle, lại chói được vào rồi. Và bây giờ thì Zone đam vào nhưng mà không có finger update. Anh ta sẽ chưa chết đâu nhưng mà sẽ bị disable. Và AB anh ta không quan tâm là anh ta đã hướng sang rồi cái Fountain. Và maybe bật BKB lên, bật cả Satanic lên và sẽ bắn liên tục vào người của GS cũng biến mất luôn với Finger of Death. Và Mind Control cũng vậy và tôi nghĩ là đây là dấu chấm hết cho thành viên của bên phía team LGD rồi. Và bây giờ thì sao đây, Miracle cố gắng chống trả nhưng không được rồi. Và GG qua play được có bởi We Are, một chiến thắng xứng đáng cho LGD trong game đấu thứ nhất này. Vâng, và cuối cùng thì phần thắng lại thuộc về LGD sau liên tục là những cái pha combat nảy lửa, đặc biệt là ở 5 phút cuối game. Và chúng ta có thể thấy được rằng đó là một cái game mà có lẽ là ngay từ đầu bên phía team Liquid họ đã làm được nhiều điều hơn nhưng mà cuối cùng thành phần thắng lại thuộc về LGD. Có lẽ chúng ta đổi qua outro tí nha các bạn.